Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với Shop Thành Đạo Audio. Hôm nay em lại tiếp tục làm video giới thiệu đến các bác tầm độ khoảng trên 20 sản phẩm. Đó, toàn những sản phẩm phải nói là tuyển chọn rất mới, rất đẹp. Đó, những cặp loa phải nói là cực kỳ đẹp, tầm giá cũng rất tốt, chia sẻ đến các bác. Và những bộ em đã set up, đó em để như thế này để các bác cùng tham khảo. Đó, tầm giá rất là tốt để các bác tham khảo và trải nghiệm. Và những con đầu tác, đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác một con âm ly, đó phải nói là rất mới, rất đẹp nha, chưa lau dọn vệ sinh. Các bác ngắm kỹ ạ, từ tuyến đình này phải nói là mới choang luôn ạ, mới từ trong ra ngoài. Những con âm ly rất là hiếm, có những con âm ly tầm giá bình dân của hãng Victor Zia S5 rất mới, rất đẹp, 5 cần EQI nhá. Nó chỉ tầm tiền rẻ hơn con EQI mà các bác đã chơi được cả âm ly cộng EQI Nizer. Đó, chất âm tương tự như là các bác ghép một âm ly và một con EQI, nhưng mà chất âm của con này nó sẽ hay hơn. Đó, em dám cam kết với các bác như thế. Để các bác tham khảo một con âm ly Victor Zia S5 nhá. Đó, rất mới, rất đẹp ạ, từ tuyến sắp si. Các bác ngắm cho em là ruột gan này, một con âm ly cổ, chất âm phải nói là cực kỳ hay và tầm giá rất là tốt để chia sẻ đến các bác. Đó, một tăng phô này, hai tụ đọc nguồn này, quá mới luôn ạ, từ cả tuyến sắt si này. Các bác ngắm ạ, chạy cho 4 con sò sắt Hitachi này, quá mới, quá đẹp luôn ạ, nguyên zin không một mối chấm hàn, từ cả những cây tuyến hông này. Đó, rất mới, rất đẹp tuyến hậu này. Đó, model của nó là Zia S5, điện 100V, công suất tiêu thụ là 90W, cũng đánh từ 2 đến 16 ohm. Và đặc biệt những con này nhá, tất cả những dòng này là nó chạy, nó ghi rõ những chức năng, tức là những cái tiền khuếch đại của con âm ly này là toàn bộ của Mỹ nhá. Đó, tất cả là của USA đấy ạ. Đó, cho nên là chất nó rất là hay. Tầm giá cũng chia sẻ đến các bác cho con Victor đó, ZAS5 là 2.800.000 cho những con siêu mới, siêu đẹp thế này. Đó, có AB, đó AB đánh chỉ đánh được một cặp loa và cũng có tính năng lau nốt bằng cần gạt. Đó, chất âm con này thì có thêm một tầng EQI, tức là có thêm cả chỉnh chung ở giữa nhá. Đó, giải bát, giải chép, giải chung. Đó, cho nên là chất âm nó rất là hay. 2.800.000 để các bác tham khảo đánh thoải mái với bát 30 rồi. Đó, đặc biệt là ruột gan thì bao cho các bác là mới zin đẹp. Đó, 2.800.000 cho con Zia S5, các bác tham khảo một mức giá phải nói là rất tốt cho những con âm ly đẹp. Và tiếp em xin giới thiệu đến các bác những con âm ly cũng phải nói là siêu mới, siêu đẹp. Đó, từ cả những cái tuyến đình ạ, từ cả tuyến đình góc cạnh này các bác ngắm ạ. Cái sắt của nó rất là dày luôn ạ, dày đến 1 cm đấy ạ. Mặt con âm ly này nặng tầm độ khoảng chục kg nhá, tầm 11-12 kg. Cho model của nó là Technic SU8600 nhá, 8600. Đó, có AB và A cộng B này, và cũng có thêm tính năng lau nốt này. Tất cả núm nút này các bác ngắm cho em, mặt phay nhôm xước rất mới luôn ạ, chữ nghĩa rất nét. Đó, rất mới, rất đẹp. Size của nó là size 44 nhá. Size này size 44, cao đến 16-17 cm đấy ạ. Một cơm ly nặng tầm trên 10 kg. Đó, ruột gan thì bao cho các bác là cũng quá mới, quá đẹp thôi, cũng hai từ đẹp xuất sắc. Các bác ngắm mạng sắt si vàng óng luôn ạ. Đó, các bác tham khảo một cái tăng phô rất lớn này và hai tụ đọc nguồn này, và đánh 4 con sò sắt cỡ lớn chữ đỏ này phía hậu này, rất mới, rất đẹp. Model của nó là Technic 8600, điện 100V, công suất tiêu thụ lên đến 180W ạ, 180W. Cũng đánh từ 4 đến 16 ohm cho AB riêng biệt, từ 8 đến 16 ohm cho A cộng B. Đó, để các bác tham khảo 4 con sò sắt lớn nhá, và một con thúc nách này. Đó, tất cả những dòng này là dòng sò sắt chữ đỏ của nách nhá. Các bác tham khảo, chất âm thì rất là hay, tầm giá cũng rất tốt. Mà đặc biệt là các bác có thể đánh những cặp loa Nga S90D vào những con này thì cũng rất là hay. Đó, tầm giá rất tốt, 3.800.000 cho Technic SU8600. Đó, 8600, một con âm ly cực khủng nhá, size 44. Đó, 42, 44, 45 cm mà cao 17 cm mà nặng tầm trên 10 kg, 3.800.000, mặt mũi bao đẹp cho các bác tham khảo. Đó, các bác có nhu cầu thì liên hệ sớm, cũng chỉ có một con duy nhất thôi. Và tiếp đây em xin giới thiệu đến các bác một con âm ly này, cũng chất âm cực kỳ hay, tầm giá cũng rất tốt, có mạch cờ nát A nhá. Tất cả đèn đó nguyên zin. Đó,
ruột gan thì bao, cũng không có một mối chấm hàn. Model của nó là Technic V7 ạ, Technic V7 đó. Cũng có tính năng nấu nớt này, có bát chép chỉnh trên máy này đó, tất cả mọi chức năng là hoạt động tốt này, có AB và A cộng B này đó. Và ruột gan thì cũng quá mới quá đẹp thôi, ngoài hai từ bụi thôi chứ còn không có cái gì để mà chê cả. Cũng đánh cho bốn con sò đó, bốn con sò than sang ken nhá, bốn con sò than sang ken, nó nằm phía bên dưới này, một cái tăng phô vuông cỡ lớn này đó, sắc xi thì cũng bao mới bao đẹp đó, một cái tăng phô cỡ lớn này, hai tụ đồng nguồn và bốn con sò than. Ruột gan thì tất cả mọi chức năng là hoạt động tốt, nguyên zin 100%. Đó, model của nó là Technic V7, điện 100V, công suất tiêu thụ là 140W ạ, 140W. Cũng đánh từ 4 đến 6 ohm và từ 8 đến 16 ohm, nó thêm cái nấc cần gạt này. Và từ 4 đến 6 ohm và từ 8 đến 16 ohm. Đó, các bác muốn chơi được rất là nhiều loa, thêm tính năng từ 4 đến 6 ohm này, hoặc là từ 8 đến 6 ohm này, các bác muốn đánh kiểu gì các bác đánh. Đó, rất là nhiều tính năng cho các bác lựa chọn. Đó, đánh từ 4 đến 16 này và từ 8 đến 16 này. Đó, 140W thì cũng không ngán những cặp loa nào rồi. Đặc biệt là cũng xin nhấn mạnh, những dòng này đánh loa ngoa chất rất là hay. Đó, tầm giá cũng rất là tốt. Chia sẻ đến các bác một con Technic V7 là 2.800.000, bao cho các bác là mặt mũi em soi rất gần nhá, góc cạnh này. Đó, góc cạnh sắc đứt tay nhá, rất mới rất đẹp. Đó, mặt mũi không chảy xước là 2.800.000 cho những con âm ly phải nói là rất mới rất đẹp để các bác siêu tầm. Đó, tầm giá cũng rất là tốt để các bác trải nghiệm. Và tiếp đây xin giới thiệu đến các bác một con âm ly này, những con này là công suất khủng này, tầm giá này bình dân này. Đó, một con âm ly của hãng Pioneer A616, có AB và A cộng B này, và cũng có tính năng nâu nớt này. Đó, tất cả bao cho các bác là từ đình này. Đó, màu đen thì chảy xước, các bác ngắm cái biết ngay góc cạnh này. Đó, góc cạnh em cũng soi quay video rất là kỹ, tả cũng rất kỹ để tiện cho các bác tham khảo. Có AB và A cộng B, có tính năng nâu nớt và đánh cho bốn con sò sang ken cỡ lớn xanh đen. Ruột gan thì bao cho các bác là cũng sắt xi thì cũng không có một chỗ nào gọi là rôm rỉ cả, bao mới bao đẹp. Có một cái tăng phô to này và hai tụ lọc nguồn của hãng Pioneer này. Đó, tất cả nguyên zin, sắt xi mới, hậu mới rất đẹp luôn ạ. Model của nó là Pioneer A616, điện 100V, công suất tiêu thụ là 220W ạ. Cũng đánh từ 4 đến 16 ohm đó, cho AB riêng biệt, và từ 8 đến 16 ohm cho A cộng B. 220W, cũng không ngán những cặp loa nào, đặc biệt những dòng màng carbon. Đó, với tầm giá để các bác tham khảo cho Pioneer A616 là 4.200.000. Đó, 4.200.000. Âm ly thì bao cho các bác là mới đẹp, nguyên zin. Đó, các bác tham khảo. Đó, với một mức giá cũng rất là gọi là tình thương mến thương để chia sẻ đến các bác. Đó. Và tiếp đêm xin giới thiệu đến các bác những con âm ly phải nói là rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Ngoài hai từ là đẹp xuất sắc thì cũng không có cái gì để gọi là mô tả nữa. Đó, các bác ngắm ạ. Những con âm ly giá trị thanh khoản nó tầm được khoảng trên 5 triệu. Đó, nhưng mà phải nói là từ cái núm cái nút này ạ, các bác cùng ngắm ạ. Đó, từ trên dưới mặt soi gương nhá, mặt bóng soi gương. Đó, model của nó là 607DR. Đó, chất âm con này cũng rất là hay đúng như còn vượt trội hơn con 607N cha. Đó, ngang ngửa với 607N cha luôn ạ. Model của nó là 607DR. AB này và A cộng B này cũng có tính năng nâu nớt này, cũng có thể con này chuyển thành một con bao công suất riêng biệt. Đó, chuyển chia thành giả dụ như là thành con bao kẹp vang hát karaoke, các bác nghe nhạc thì cũng chỉ cần bộ tiền khuếch đại, tức là chỉnh âm sắc tất cả mọi thứ là bên chia làm hai. Đó, để các bác tham khảo cho những con âm ly phải nói là rất mới rất đẹp. Sắp xi thì bao cho các bác là quá mới luôn ạ. Đó, những con âm ly tuyển chọn phải nói là siêu đẹp, mới trên 95%. Đó, từ cả những cái tuyến sắt xi bên trong. Đó, các bác xem kỹ nhá. Đây là chưa có nâu dọn vệ sinh, còn nâu dọn đi thì các bác cứ an tâm này. Đó, chỉ cần nâu bụi đi thôi là các bác biết là những cái tuyến sắt xi của nó này. Đó, rất là mới, rất là đẹp. Một cái tăng phô cỡ lớn này, hai tụ nọc nguồn tương tự như hai non coca này. Phía hậu này, quá mới luôn ạ. Cái này là vết giấy dán nhá. Đó, cái vết giấy dán đấy ạ. Đúng không ạ? Đó, em sẽ dọn vệ sinh lau chùi đi cho các bác. Đó, tiếp tuyến sắt xi của hông này. Đó, quá mới quá đẹp luôn. Model của nó là Samsung 607DR, điện 100V, công suất tiêu thụ là 250W nhá.
250W, nó rất mới rất đẹp, cũng đánh từ 4 đến 16 ohm cho AB riêng biệt và từ 8 đến 16 ohm cho A cộng B. Đặc biệt là các bác có thể ghép với những cặp 180 ba la mã như thế này. Chất của con này cũng rất là hay, cũng chơi được và đánh đặc biệt là cho những dòng diatone onkyo, những dòng màng carbon, thì những dòng này thì các bác kẹp vang hát karaoke gia đình thì chấm hết cuộc đời thôi. Để các bác tham khảo cho con 607DR siêu đẹp. Đó, shop xin nhấn mạnh là siêu đẹp là nó phải đẹp rồi. Với một mức giá để các bác tham khảo là 6 triệu cho con 607DR. Đó, các bác tham khảo tất cả từ đẹp từ ruột gan mặt mũi, zin không một mối chấm hàn, kể cả từ cái nắp lưng. Các bác tham khảo 6 triệu cho 607DR, các bác tham khảo. Và tiếp đêm xin giới thiệu đến các bác một con Technic này. Đó, rất là nhiều các bác săn lùng, nhưng mà con này phải nói là góc cạnh này. Đó, các bác xem kỹ và cũng ngắm kỹ. Đó, ngoài hai từ mới, đẹp, zin, còn không có từ gì để mô tả. Model của nó là Technic V6. Đó, có AB và A cộng B và cũng có tính năng nâu nớt nhá. Có tính năng nâu nớt. Ruột gan thì bao cho các bác là cũng zin từ con ốc. Đó, zin rất là mới, rất là đẹp, sexy này. Quá mới, quá đẹp luôn ạ. Các bác cùng tham khảo một cái tăng phô vuông tầm 15cm cũng rất là lớn luôn ạ. Và đến 4 con tu nòng nguồn và đánh cho 4 con sò 2 vít xanh đen cỡ lớn nhá. Đó, 4 con sò tô có chữ T đấy ạ. Ký hiệu của Toshiba đấy ạ. 4 con sò xanh đen cỡ lớn 2 vít của nằm hai bên này. Đó, chất âm rất là hay. Còn ruột gan bao cho các bác là hai từ đây là chưa dọn, chưa thổi bụi, chưa lau dọn vệ sinh nhá. Tất cả còn nguyên bụi đấy ạ. Rất mới, rất đẹp. Phía hậu này các bác ngắm ạ. Mới từ trước ra sau, model của nó là Technic V6 điện 100V, công suất tiêu thụ là 182W nhé, 182W, cũng đánh cho AB là từ 4 đến 16 ohm, cho A cộng B là cũng từ 8 đến 16 ohm, cũng không ngán những cặp loa nào mà cũng chất thì đương nhiên là hay rồi, size nó lại là size 43, cao đến 15-16cm, đó, chất âm rất là hay, tầm giá chia sẻ đến các bác là 3.500.000, đặc biệt là con này đánh loa Nga thì miễn bàn rồi. 3.500.000 là các bác đã sở hữu con V6 rất là mới, rất là đẹp rồi. Các bác tham khảo một mức giá phải nói là rất tốt, chia sẻ đến các bác. Và tiếp đêm xin giới thiệu đến các bác này, những con âm ly vẫn là Pioneer A717. Đó, những con âm ly phải nói là rất mới, rất đẹp. Họ shop bên em quay đâu bán đấy. Và tiếp tục lại khui và lau dọn vệ sinh test điện để gửi đến các bác. Những con âm ly phải nói là quá mới, quá đẹp luôn ạ. Đó, góc cạnh này. Đó, các bác xem kỹ nhá. Đó, hai từ rất mới, rất đẹp thì cũng không còn cái từ gì để mô tả. Có AB và A cộng B này. Đó, có bắt chép chỉnh chính máy nó đương nhiên và vẫn là có tính năng nâu nớt bằng nút ấn này. Đó, có tính năng nâu nớt bằng nút ấn. Ruột gan thì bao cho các bác là... Các bác cứ ngắm xem đúng video là các bác biết, cũng không tả nhiều tả ít thì vẫn là phải là thực tế, đúng không ạ? Sexy này. Đó, chạy cho 8 con sò xanh đen này, 8 con sò 1 vít này. Đó, hai tăng phô, hai tụ nọc nguồn cỡ lớn này, hai tăng phô riêng biệt nhá, hai tỏa nhiệt riêng biệt, mỗi bên 8 con. Đó, sexy thì quá mới luôn ạ. Một tăng phô này, hai tăng phô này. Đó, quá to luôn ạ. Những dòng này là dòng khủng long của hãng Pioneer rồi. Đó, tất cả là nguyên zin, chữ nghĩa nét căng. Các bác ngắm cho em là cái đít tụ này còn bằng phẳng. Đó, phẳng tít luôn ạ. Đây, các bác ngắm ạ. Đó, đẹp từ trong ra ngoài, rất mới, rất đẹp. Model của nó là Pioneer A717 điện 100V. Công suất là 270W nhá, 270W. Cũng đánh từ 4 đến 16 ohm cho AB riêng biệt và từ 8 đến 16 ohm cho A cộng B. Các bác ngắm cho em là tuyến hậu này, quá tươi mới luôn ạ. Tuyến đồng này, đó, tất cả là mạ đồng này, rất mới, rất đẹp. Với một mức giá để các bác tham khảo cho A717 là 6.500.000 cho những con mới đẹp này. Các bác tham khảo một mức giá phải nói là cho những con âm ly phải nói là đáng chơi, đáng siêu tầm. Đó, 270W thì các bác muốn đánh cái loa gì các bác đánh. Đó, đánh thoải mái cho những cả những dòng loa full bass 30. Đó, các bác tham khảo. Còn những dòng loa Mỹ nòi, đó, Nhật nòi, đó thì các bác những dòng loa sân khấu thì các bác đánh thoải mái bắt 40 luôn ạ. Các bác tham khảo cho A717 là 6.500.000. Các bác tham khảo. Tiếp đêm xin giới thiệu đến các bác này, lại tiếp tục. Đó, hôm trước có quay những con táp là có rất là nhiều các bác ủng hộ, thì hôm nay lại tiếp tục khui
Đó, giới thiệu đến các bác những con táp phải nói là rất mới, rất đẹp, size cũng rất là to, 43cm này, K50 này. Đó, tất cả bao cho các bác là mặt nhôm phay xước rất mới nhá, rất mới, rất đẹp, hai đồng hồ tia rất là lớn luôn nhá, rất là lớn luôn ạ. À, đó, tất cả là bao cho các bác từ là từ cả tuyến đầu từ nhá. Đó, tất cả là bao zin, bao hoạt động mọi chức năng. Đó, ruột gan thì bao mới. Đó, rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Những cái con này thì nắp lưng nó kín cho nên là ruột gan thì cứ các bác cứ an tâm, là ngoài hai chỉ việc thay những cái dây cu noa này thôi, còn không có cái gì là nỗi cả. Tất cả là chất rất là hay. Đó, là mạch rề cũng rất tốt. Model của nó là Sony K50, điện 100V. Đó, công suất là 15W ạ. Đó. Đường thì có hai đường ao này, đường in này. Đó. Và đằng trước thì có một volume, đây là volume trên, là volume là mạch rề này. Đó, còn volume này là volume to nhỏ của băng cassette đấy ạ. Đó. Chạy tiền khuếch đại của những con này các bác giải mã từ Smart TV, hoặc chạy từ những cái con đầu đĩa chạy sang những con này. Chất âm cũng rất là hay. Cho TCK50 là 2.500.000. 2.500.000 các bác đã sở hữu con CTK50 rồi. Đó, một size to, cao đến 15cm. Đó, các bác tham khảo. Và tiếp đêm xin giới thiệu đến các bác này những lại những dòng huyền thoại rồi. Đó, sang những dòng này là những dòng huyền thoại rất mới, rất đẹp. Đó, tất cả là bao cho các bác là ngoài hai từ xuất sắc, không còn cái điểm gì để chê. Từ cả tuyến đỉnh ạ. Đó, hôm nay thì em cũng có tiếp tục lại khui những con, phải nói là rất là nhiều bác hỏi em bán từ hôm về đến giờ tầm khoảng 9 hay 10 con Technic M24X rồi nhá. Đó, bán rất là nhiều đồng hồ vu màu này, cỡ lớn này. Đó, tất cả bao cho các bác là đẹp từ trong ra ngoài, rất mới, rất đẹp luôn ạ. Từ trong ra ngoài, còn ruột gan thì có rất là nhiều các bác muốn tham khảo ruột gan, thì em xin nhấn mạnh là ruột gan nó có cái tuyến nắp đậy rất là mới, từ mới từ cả cái tuyến nắp đậy đó, mới từ cả những cái tuyến nắp đậy, cho nên là bên trong nó không có bụi ạ, cho nên là nó rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Ngoài chỉ việc các bác chỉ việc về bày kệ và chơi thôi, tất cả nguyên zin đó từ tuyến hậu này. Ruột gan thì các bác cứ an tâm là xuất tả đã bảo là rất mới, rất đẹp. Nó là tại vì nó không có cái nắp nâng, nó không có cái tỏa nhiệt, cho nên là nó không có cái kín, mà cho nên là nó rất là mới, rất là đẹp. Nhưng mà thôi thì vẫn cứ quay chi tiết để giới thiệu được các bác. Các bác ngắm ạ, ruột gan thì dày đặc luôn ạ. Chất con này thì rất là hay rồi. Đó. Model của nó là Technic 240X nhá, điện 100V. Đó, công suất là 11W ạ, 11W cũng của Made in Japan. Đó, bên đây là có tem của hãng DBX này, thiết bị tất cả những ruột gan của nó là của liên kết với những dòng Technic này, toàn bộ là thì linh kiện của nó là đa phần là của Mỹ hết ạ. Đó, các bác tham khảo. Đó, các bác ngắm đằng trước này, đó, không một vết nông mèo, không một vết chảy xước, có đèn điện nhá, có đèn điện của chữ DBX nhá, nên đặc biệt là cắm điện những con này thì rất mới, rất đẹp. Để các bác tham khảo cho Technic M240X là 3.500.000. 3.500.000 cho những con táp đài rất mới, rất đẹp, để các bác tham khảo. 3.500.000 là các bác đã sở hữu những con táp đài rất mới, rất đẹp rồi. Và tiếp đêm xin giới thiệu đến các bác này, tiếp là một con táp đài của hãng Sony này. Đó, tem cờ đầy đủ, không có thiếu một cái tem gì từ cái ngày sản xuất ra, thì chỉ có về shop Thanh Đạo là thay cái dây cu noa để cho các bác chơi thôi. Còn tất cả là từ tuyến đầu từ, rất mới, rất đẹp. Và con này thì chất âm cũng được khẳng định là rất là hay. In ghi cũng rất là tốt. Nó gần như là ngang ngửa với những con M2, 3.2 của Technic luôn nhá. Những con Sony này ạ. Đó, model của nó là Sony CTU60 nhá. Cũng một cái đồng hồ vu đèn màu nhá. Cỡ lớn, rộng tầm 6cm. Cao thì tổng tầm của khoảng 10cm, và tổng thể cao của cái con Sony này nó rơi vào tầm 13cm ạ. Đó, cái đồng hồ vu màu cỡ tia nhá, cỡ lớn, nó tầm độ khoảng 6cm và cao đến 10cm. Đó, các bác tham khảo. Còn mặt mũi, mặt nhôm phay xước thì cũng không có một tí gọi là chảy xước nào. Bao mới, bao đẹp, từ cả những cái tem cờ nguyên zin. Đó, các bác tham khảo.
Còn bên trong là ruột gan thì các bác cũng xem ạ, những con Sony thì chất âm của nó rất là hay rồi, rất là hay luôn ạ, rất mới, rất đẹp từ cả tuyến sắt si. Đó, model của nó là Sony U60 điện 100V, công suất tiêu thụ là 30W nhá. 30W cho con Sony. Đấy, cũng làm rề thì chất âm con này cũng rất là hay, công suất lên 30W thì mạch tiền khuếch đại của nó rất là lớn. Đó, chất hay, tầm giá bình dân. Hôm nay cũng chia sẻ để các bác tham khảo cho con TCU60 là 2 triệu ạ. 2 triệu là các bác đã sở hữu những con táp đài rất mới, rất đẹp như thế này rồi. Các bác tham khảo, các bác cứ tham khảo model CT60. Đó, có những mà thôi tốt nhất là cứ bán 2 triệu các bác tự tham khảo. Đó, không nói thêm điều gì nữa, các bác tham khảo. Và tiếp đêm xin giới thiệu đến các bác này, lại tiếp tục một con. Chú đẩy hộ anh cái này ra này ngoài. Tiếp tục một con này, cũng là của hãng Technic này, tem cờ nguyên zin 255X nhá, 255X. Đó, chất cũng rất là hay, có cũng đèn DBX này, cũng là những dòng liên kết với của hãng DBX của Mỹ rồi. Đó, chất âm rất là hay, hai đồng hồ tia nhá. Còn tuyến đinh này, đó, bao cho các bác là góc cạnh này. Đó, hai từ rất mới, rất đẹp thôi, cũng không có cái điểm gì để chê. Vuột gan thì con này thì các bác ngắm cho em là size sâu đến 30cm, nặng chục kg. Đó, tất cả là ruột gan bao mới, bao đẹp. Nó như ruột gan nó như thế này thì gì mà nó chả hay ạ, đúng không ạ? Đó, các bác xem là có chỗ nào còn nó còn ngang ngửa với con Omni. Đó, rất mới, rất đẹp nhá. Đó, cỡ lớn luôn ạ. Đó, size 43, size của nó là size 43, đúng rồi ạ. Tầm 43, size 43 mà ruột gan sâu đến 30, trên 30cm, ruột gan nó dày đến cỡ như thế này. Đó, rất mới, rất đẹp, gì chất nó chả hay ạ, đúng không ạ? Model của nó là Technic, model Technic M255X nhá, điện 100V, công suất tiêu thụ là 18W ạ, 18W. Đó, chất âm rất là hay. Đó, cũng làm mạch rề, chất âm những con này thì quá hay rồi. Đó, với một mức giá để các bác tham khảo cho Technic 255X là 3 triệu ạ, cho những con mới đẹp như thế này. 3 triệu, bao zin, bao hoạt động, mọi chức năng. Đó, các bác về chỉ việc bày lên kệ là chơi thôi. Để các bác tham khảo là 3 triệu. Các bác tham khảo. Em đọc lại model nha, 255X, 3 triệu. Một mức giá phải nói là rất tốt để chia sẻ đến các bác. Còn các bác xem ruột gan thì miễn bàn rồi. Đó, mới này, to này, nặng này. Đó, ruột gan như thế này thì bao hay cho các bác luôn ạ. Đó, không hay cũng không được. Đó, nó như thế này thì bảo các bác nói là không hay thì là nó vô lý, đúng không ạ? Đó, rất mới, rất đẹp mà cũng chất rất là hay. 3 triệu một mức giá cực tốt. Các bác nào chốt bất kỳ sản phẩm nào thì hãy liên hệ với shop bên em qua tấm biển trên, một số điện thoại duy nhất ship hàng toàn quốc. Đó, và xem video thì cũng cho shop Thanh Đạo một nút like, nút đăng ký để nhận những thông báo thường xuyên với shop Thanh Đạo review. Và shop Thanh Đạo xin chân thành cảm ơn. Và tiếp tục em xin giới thiệu đến các bác những cặp loa. Đó, lâu em không giới thiệu đến loa thì hôm nay đợt trước thì có hàng về. Hôm nay lại tiếp tục dọn vệ sinh và thay viền để giới thiệu đến các bác những cặp loa siêu mới, siêu đẹp. Rất mới, rất đẹp luôn ạ. Một cái màng bát 30cm này. Đó, các bác ngắm cho em là đẹp. Gân shop bên em cũng toàn thay những dòng gân đắt tiền. Đó, các bác tham khảo kỹ từ cả tuyến gân. Đó, từ cả tuyến gân. Đó, bát 30cm chung giấy tép còi, model của nó là CSF9000. Đó, các bác tham khảo ạ. Đó, màng bát em soi rất kỹ nhá. Ngoài hai từ rất mới, rất đẹp thôi còn không có từ gì để mô tả nữa. Thùng vách thì bao cho các bác là vuông thành sắc cạnh, không bề nở xước sẹo gì. Đó, thùng vách thì được sơn si màu đen. Đó, hông thì hậu thì quá mới luôn ạ. Hông hậu thì cũng soi kỹ, xem kỹ, đó, quay kỹ để các bác tham khảo. Đó, rất mới, rất đẹp. Và tuyến hậu thì phải nói là rất là mới luôn ạ. Các bác xem và tham khảo ạ. Đã đủ đẹp chưa ạ? Không một vết chảy xước luôn, chứ không phải là mới đẹp nữa ạ. Có rep rai trái phải, tiếp tuyến hông ạ. Đó, tiếp tuyến hông để giới thiệu đến các bác những cặp loa phải nói là đáng chơi, đáng siêu tầm. Đó, những cặp loa này có thời điểm các bác có rất rất là nhiều bác phải mua đến 20 triệu ạ. Đó, hôm nay shop Thanh Đạo chia sẻ một mức giá cũng cho những cặp loa đẹp, tầm giá bình dân. Model của nó là Pioneer CSF9000, công suất max là 70W 8 ohm. Đó, các bác cũng thể ghép với con Omni 7800 mắc đôi hoặc là 7800 trơn. Đó,
hoặc là 607NXTRA, 607NXTRA. Đấy, 607 giả dụ như là con em đầu tiên video giới thiệu là 607DR, là các bác đã chơi kiểm soát tốt và chất âm hay. Đó, đặc biệt là những dòng này nhá. Đó, chất âm hay, rất là hay luôn ạ. Đó, đặc biệt là giải cao, giải bass thì miễn bàn rồi ạ. Để các bác tham khảo cho CSF9000 với một mức giá là 11.500.000 cho những cặp loa phải nói là rất mới rất đẹp này. Để các bác tham khảo là 11.500.000, các bác tham khảo rất là mới, rất là đẹp, bao zin chưa xài tại Việt Nam. Đó, ngoài xốp thanh đạo test nhà còn không có ai đã cắm điện vào xài tại Việt Nam cả. Đó, cam kết là như thế. Và tiếp đây em set up một bộ này, có rất là nhiều các bác hỏi. Các bác hỏi là đây cũng là gọi là được như cậu với mợ chưa ạ? Đó, có thể là 7.800 hoặc là 7.600 mắc đôi, hoặc là 7.600 đó cũng được. Còn 7.800 mắc đôi thì là giải cao của 7.800 mắc đôi đánh với cặp Y7 này. Các bác nếu không có quay đó bác thì ok rồi, nhưng nếu không có equalizer thì các bác nghe cũng không ra cái gì cả. Đó, tất cả nhiều shop, nhiều các bác chơi là hỏi là có Y7 ghép với 7.800 mắc đôi không, nhưng riêng shop thanh đạo em gần như là tai của em thì không nghe được với 7.800 mắc đôi nếu không có quai. Em dám cam đoan với bác, các bác như thế, không có quai thì cái giải chung với giải chép nó át đi tiếng bát rồi. Đó, nó rầm ấy ạ, đúng không ạ? Nhưng mà đây thì tiện, đây thì em cũng set up cho các bác này 7.800 trơn. Đó, đây là một bộ combo. Đó, bao cho các bác nào ruột gan thì hai từ rất mới. Đây, chưa lau dọn vệ sinh. Đó, sắt xi thì vàng óng thôi ạ. Đó, tất cả bao mới bao đẹp. Đó, từ cả tuyến sắt xi, đó, từ cả tuyến hậu ạ, rất mới rất đẹp luôn ạ. Đây là chưa có lau dọn vệ sinh nhá. Đó, sắt xi màu vàng này, đúng là mạ vàng luôn ạ. Đó, và đánh cho 4 con sò 2 vít này. Đó, các bác tham khảo nguyên zin, mặt mũi thì AB và A cộng B này. Đó, tất cả mặt mũi không có một vết nông mèo, hai đồng hồ vu vẩy và có tính năng lau nớt này. Đó, những con âm ly này là được ship vào những dòng huyền thoại rồi. SA7800. Đó, điện 100V, công suất tiêu thụ là 7800, điện 100V công suất tiêu thụ 160W ạ. Những con này thì còn lớn hơn công suất của 7800 mắc đôi. 7800 mắc đôi chỉ có 155W thôi. Đó, 4 đến 16 ôm cho AB riêng biệt và từ 8 đến 16 ôm cho A cộng B. Đó, cả bộ như thế này, giả dụ như con âm ly này là em shop em đang chào bán với một mức giá là 6.500.000 cho SA7800 trơn. Đó, rất mới rất đẹp. Và con tuner đó 7800. Đó, các bác mua cả bộ như thế này thì em chỉ bán cho con tuner chỉ có 1.500.000. Còn các bác mua lẻ cho những con tuner 7800 rất mới rất đẹp này là 1.500.000. Và tiếp tục là CT405. Đó, các bác mua lẻ là 2.800.000. Còn các bác mua cả bộ 7800 cộng tuner cộng tap phe như thế này là tuner 500k và tap phe chạy đài băng đài đấy ạ. Đó, đầu câm đấy ạ, gọi là đầu câm. CT405 là 2.500.000, là 3.000.000 cộng với 6.500.000 là 9.500.000 là các bác sở hữu cả bộ như thế này rồi. Đó, cộng với một cặp loa như thế này. Đó, một cặp loa huyền thoại. Đó, có rất là nhiều các bác săn lùng, nhưng mà hôm nay cũng giới thiệu đến các bác một mức giá cho những cặp loa phải nói là hai từ rất mới rất đẹp, còn không có từ gì để mô tả luôn ạ. Không có từ gì để mô tả cho những cặp loa rất mới rất đẹp như thế này. Model của nó là SI7 bass 25cm này, màng giấy gân mút. Đó, màng giấy gân mút em soi rất kỹ nha, các bác ngắm cho em tuyến màng, không có một điểm gì để chê. Đó, đáng chơi, đáng siêu tầm. Đó, chung carbon này, tép điện này, đó, không có một cái đốm nào. Đó, các bác ngắm mà từ cả cái tem nhôm góc cạnh thùng này, đó, các bác ngắm cho em là ngoài hai từ rất mới rất đẹp thì cũng không còn từ gì để mô tả một cặp loa phải nói là rất mới rất đẹp. Đó, các bác tham khảo từ hông này, đó, các bác ngắm cho em là hông này đã đẹp chưa ạ? Còn các bác ngắm tuyến hậu các bác còn giật mình luôn ạ. Đó, cũng không chảy xước luôn ạ. Rất là mới, rất là mới. Có rep rai trái phải, có rep rai trái phải. Rất mới, rất đẹp. Và tiếp tuyến hông của cả cặp ạ. Đó, các bác ngắm ạ. Quá mới, quá đẹp cho một cặp Y7. Đó, model của nó là
SI7 công suất max là 150W, 6,3 ohm, cũng của Made in Japan. Đó, cao của nó là cao 80, rộng 36, sâu cả e căng là 33 cm, với một mức giá để các bác tham khảo cho một cặp SI7 là 7.500.000. Đó, 7.500.000, các bác đã sở hữu một cặp i7 rất mới, rất đẹp rồi. Đó. Và cả bộ đó, 7.500.000 cộng với 9.500.000 là các bác đã sở hữu một bộ shop bên em ghép tương tự như thế này để các bác tham khảo. Đó, một mức giá để các bác trải nghiệm. Đó, 7.500.000, đó, 7.500.000 cho loa và 9.000.000. Các bác 9.500.000 là các bác đã sở hữu 3 món rồi. Thay vì các bác chơi một con 7.800 mắc đôi. Đó, 9.000.000 thì các bác như thế này thì có phải là đã đủ đẹp, đủ đáng chơi chưa ạ? Đó, tầm giá phải nói là rất là tốt để các bác trải nghiệm, các bác tham khảo và nên chọn những cái mà em đang tư vấn, giới thiệu đến các bác như thế này. Đó, còn các bác có muốn có điều kiện thì chơi 7.800 mắc đôi là đương nhiên, đúng không ạ? Đấy là tùy các bác. Đó, các bác chốt thì liên hệ với shop bên em qua tấm biển trên. Và tiếp đây em xin giới thiệu đến các bác này, những cặp loa phải nói là rất mới, rất đẹp, và em cũng đang set up sẵn để cho các bác tham khảo. Đó, set up sẵn. Đó, các bác tham khảo một bộ combo phải nói là rất là mới. Đó, các bác xem kỹ nhá, em cũng quay kỹ. Đó, những bộ combo phải nói là siêu đẹp, siêu đẹp từ cả tuyến loa. Đó, một cặp loa NOD S500 của hãng Hitachi. Đó, củ từ Anico, tép còi sâu đến 20 cm. Đó, củ gần như là củ của Fortech luôn ạ. Đó, còn cái củ của bát thì nó to gần bằng miệng bát, nó đúng như củ Anico của Pioneer. Đó, xin lỗi, của JBN. Đó, chất rất là hay, độ động rất là lớn nhá. Chất âm rất là hay. Ngoài hai từ nghe nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc cổ thì cũng khó có những cặp loa tầm giá mà vượt qua được. Đó. Và có những cặp loa trên cả tầm giá cũng chưa thể vượt qua được những cặp này. Nó những dòng này là những dòng cao cấp, những dòng high-end cổ. Đó, dòng high-end cổ của hãng NOD. Đó, các bác ngắm ạ. Đó, và em cũng set up cả một bộ của hãng NOD này. Bao rề cộng tuner cộng tap phe. À, một bộ 4 món như thế này. Chạy 4 con sò sắt nhá. Đó, và tất cả là đồng hồ vu rất mới, rất đẹp. Một bộ là bao của nó là HMA 4.500. Đó. Và rề của nó là 4.500. Đó. Đó, combo đấy ạ. Và con tuner là 360 và con tap phe là 550. Đó, 550, một bộ 4 món. Đó, các bác ngắm ạ. Tổng cả bộ như thế này là 6.500.000 là các bác sở hữu một bao rề này cộng tuner cộng tap phe. Đó, 6.500.000 là các bác sở hữu rồi. Và cộng một cặp loa thì em loa thì em giới thiệu kỹ. Chú cho anh mượn cái thước để quên không đo chiều rộng chiều cao để giới thiệu cho các bác. Cặp loa này cũng tương đối là nặng nhá. Cặp loa này phải nói là các bác xem kỹ ạ. À, một cái bát 20 này, một cái tuyến tép coi này phía đằng trước này. Và một lỗ thở tầm 8 cm thở phía đằng trước này. Thùng vách thì được nạm một lớp gỗ tự nhiên. Đó, góc cạnh thì bao mới, bao đẹp. Đó, hôm trước em có quay về được 10 cặp thì hôm nay đã dọn vệ sinh và chia sẻ đến các bác một mức giá phải nói là những cặp loa siêu tầm. Đó, cũng là siêu hiếm. Đó, siêu hiếm để giới thiệu đến các bác. Đó, rất mới, rất đẹp luôn ạ. À, nâu dọn đi thì hai từ đẹp xuất sắc, là những cặp loa cổ tuổi đời 6-70 năm rồi. Đó, chất âm rất là hay. Đó, từ cả tuyến hông ạ. À, rất mới, rất đẹp. Và tiếp tuyến hông ạ. À, các bác ngắm ạ, Vân View rất mới, rất đẹp, và em đo chiều cao, đọc thông số báo giá để các bác tham khảo. Model của nó là Hitachi, đó, HS500, 8 ohm, công suất max là có 30W đấy ạ, max phone này 30W này, đó, cho giải thì là từ 70HD và đến N là 200 này, đó, đây là PAL này, đó, có... đằng sau đây là full ran, tức là đánh cho bát và chép này, tức là đánh cho vào một cầu loa này. Đó, full ran mà. Còn đây là đánh cho hai giải riêng biệt này, bát và chép này. Đó, bát và chép này, như kiểu đánh BY đấy ạ. Và có một cái volume tinh chỉnh giải cao phía đằng sau này. Đó. Và chiều cao, chiều rộng này. Đó, em đo luôn để tiện cho các bác tham khảo.
Các bác xem và chờ em một chút. Cao 62cm và rộng của nó là 36cm.5, 36.5. Và sâu cả ê căng nó rơi vào 35cm. Đó, nặng cũng tương đối tầm vào khoảng 50kg, trên 50kg cho cặp HS500 với một mức giá là 15 triệu cho những cặp loa siêu đẹp như thế này. Bao cho các bác là từ tuyến bát tép, đó, tất cả bao zin hoạt động bình thường, 15 triệu cho một cặp loa để các bác siêu tầm, các bác tham khảo. Và tiếp đây em xin giới thiệu đến các bác này, lại tiếp tục những cặp loa phải nói là siêu mới siêu đẹp, đó, rất mới rất đẹp nhá. Đầu tiên em đang cầm thước thì em đo luôn chiều cao để các bác tiện tham khảo. Cao của nó là cao 68cm, rộng 38cm và sâu cả ê căng nó rơi vào 37cm. Đó, một cặp loa cao 68, đó, rộng 38, sâu cả ê căng 37. Đó, em soi rất là kỹ. Một tuyến màng carbon này, đó, gân mút. Một tuyến màng carbon gân mút này, rất mới, rất đẹp. Và một tuyến chung cũng tương tự, đó, màng titan này, quá mới luôn ạ. Và một tuyến tép điện này, đó, các bác ngắm cho em là những cái tuyến sắt xi này, đó, có cái điểm gì rôm rỉ không ạ? Rất mới, rất đẹp từ cả cái gông của cái loa này. Đó, em soi rất là kỹ luôn nhá, không có một tí nào gọi là rôm rỉ cả. Bao mới, bao đẹp và một lỗ thở thông hơi tầm 9cm thở phía đằng trước. Thùng vách thì miễn bàn rồi, đó, góc cạnh này đẹp từ trước ra sau, đẹp từ cả những cái tuyến loa đến tuyến hậu. Đó, và tuyến hông thì cũng không có một vết gọi là chảy xước luôn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Các bác ngắm ạ. Rất mới, rất đẹp. Và tiếp tuyến hậu ạ. Hậu thì cũng còn là hai từ quá mới thôi ạ. Đó, em soi rất kỹ. Hai từ quá mới. Rất là mới, có reply trái phải và tiếp tuyến hông của cả cặp. Và em báo thông số báo giá để các bác tham khảo những cặp loa phải nói là siêu mới siêu đẹp. Đó, một cặp loa S183 Nam Mã, model của nó là S Pioneer S183 Nam Mã, công suất max là 200W. Đó, công suất đầu vào là 60W, 6,3 ohm, cũng của Made in Japan này. Tất cả còn dính nguyên nhá, vừa với cặp bến và cũng là thay viền gân để giới thiệu đến các bác. Nó rất là tươi mới, nó từ cả những cái bác xem cái nhựa này. Đó, tất cả này, tuyến hậu này. Đó, góc cạnh này, đó, hai từ rất mới, rất đẹp thôi, còn không có điểm gì để chê cả. Đó, tất cả nó bao cho các bác là rất mới, rất đẹp. Đó, góc cạnh đấy, rất mới, rất đẹp. Và tầm giá chia sẻ đến các bác cho những cặp loa 183 Nam Mã siêu đẹp như thế này là 14.500.000. 14.500.000, các bác đã sở hữu những cặp loa siêu mới, siêu đẹp rồi. Các bác tham khảo, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với shop bên em qua tấm biển trên. Một số điện thoại duy nhất ship hàng toàn quốc. Và xem video thì cũng cho shop Thanh Đạo một nút like, nút đăng ký để nhận những thông báo thường xuyên bên shop Thanh Đạo review. Và đến đây em xin tạm dừng video. Hẹn các bác vào video tiếp theo. Shop Thanh Đạo xin chào và tạm biệt các bác. Em xin chào các bác.